Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây địa lan, đó chính là cây địa lan vàng vai vai. Cái này thì nó là một trong những cái cây địa lan rừng đột biến, và nó cũng có từ khá lâu rồi. Đấy, anh chị có thể thấy là cái cánh của nó là cong ra sau, đúng không? Hiểu nôm na nó là như vậy. Từ những cái bông đầu tiên, đây là bông đầu tiên. Hiện tại thì trời đang hơi nắng, nhưng mà quay vào cái bông lan này nó trông nó hơi xanh, đúng không ạ? Đây là cái bông đầu tiên của cái cây vàng vai vai. Đấy, nếu mà để xoay theo chiều hình tròn ấy, thì đây, xoay theo chiều kim đồng hồ nhé. Thì đấy, bông thứ hai. Bông thứ hai, đúng không ạ? Vẫn theo chiều kim đồng hồ thì là bông thứ ba. Đấy, thì là bông thứ ba đây. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người là cái cây địa lan vàng vai vai. Nếu như mà gọi là chia tam diện thì cây này cũng chưa được chia tam diện, bởi vì nó chỉ được 3 bông đầu tiên thôi. Còn những bông về sau thì nó chia hơi lung tung. Chỉ được 3 bông đấy, đúng theo chiều kim đồng hồ. Thì là đều quay sang bên bên trái. Bông của nó là quay sang bên trái. Thì là như em quay bên phải thì là đúng chiều đấy. Đấy, gọi là thuận theo chiều đấy. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người cây địa lan vàng vai vai này là một cái cây địa lan xanh vàng hoa đột biến. Một cái đặc trưng của nó khá là đặc trưng và đơn giản là cái cây này là hoa cánh nó bay cong ra sau, từ những bông ở trên đến bông cuối cùng. Mọi người thấy không ạ? Đấy, cánh nó bay đằng sau, chúng rất là điệu. Về cơ bản và đơn giản thì là hiểu như vậy. Còn khi mà về chi tiết thì nó cũng có một số những cái chi tiết và đặc trưng riêng. Thì em xin phép giới thiệu đến các bác anh chị vào cái cây địa lan này. Đấy, cây địa lan này thì là đây là cái dáng thân lá của nó. Đây là cái cây này là đang dạo vừa rồi là bôi vôi. Nó có hơi bị bệnh nên là phải sử dụng nước vôi. Và bây giờ thì cái nước vôi đấy thì nó để nó tự bay đi thôi chứ nó không sao cả. Còn nếu nó thực sự nó bệnh mà nó dừng rồi thì chúng ta có thể lau bỏ cái vôi đấy đi. Thì em giới thiệu tổng thể về cái cây địa lan vàng vai vai được một chút. Cái cây thân lá cái này thì nó là thân mầm xanh sạch giống như các loại địa lan đột biến khác. Những cái mầm của nó xanh sạch, không bị ám tím, không bị ám màu nâu. Và nó là cái cây xanh vàng đột biến. Thì thường nó cũng như những cây đột biến khác ấy, thì là nó thân mầm nó xanh sạch. Tiếp theo thì đến cái cần hoa của nó, mọi người nhìn thấy đấy, cần nó xanh. Thì cái mầm với cái cần thì nó sẽ đồng nhất, thường là như vậy. Và cái cây gần như đến 100% em thấy là như vậy hết. Trừ những cái điểm thì nó hơi khác một chút, cái điểm và cái lý thì nó kiểu dạng khác. Tiếp theo nói đến cái thân lá của nó, thì thân lá của cái cây này nó dài khoảng từ 30-40 đến tầm khoảng dài nhất, như cái lá dài nhất ở đây nó khoảng tầm 70cm. Dáng lá dựng. Cái này dạng lá là trường diệp, bởi vì đuôi lá nó hơi cong ra, đúng không ạ? Cái này thì thân lá khá to và bản lá của nó khoảng 2.5-3cm, từ 2-3cm phụ thuộc tùy từng điểm. Có những điểm to nhất. Cái này thì dáng lá của nó khá là mịn và nó không bị gập. Anh chị thấy không ạ? Đây, tất cả những cái lá này nó rất là mịn, nó không bị gập, nó không bị gập đâu. Với cơ bản là nó không bị gập. Cơ bản đấy, mọi người nhìn nó có cái đường đi của nó rất là phẳng, chứ nó không bị gập kiểu răn thì không có. Cái này rất là mịn. Dáng lá của cái này thì mọi người có thể tựa cái cây đào hoàng anh tiên, nó là dạng là dựng to như này, nhưng bản lá cái đào hoàng anh tiên nó to hơn. Tiếp theo là cái phần lá của nó. Cái phần lá của nó và phần đuôi lá. Cây này khá là mềm và người ta sờ như này để đánh giá cái độ gai của cái lá. Thì có người sờ sâu, người sờ nông. Như cái đoạn em đang cầm đây thì nó khá là mịn và cái độ gai rất là thấp. Xong càng ngày càng gai dày hơn, đến phần đuôi lá gai rất là dày. Đấy, cây này đuôi lá của nó hơi
hơi gọi là vặn mọi người thấy không ạ? Đuôi lá hơi vặn nhá. Đấy. Hơi vặn thì cái lá nào nó cũng như vậy. Anh chị nhá. Cái lá nào nó cũng vậy. Đây này. Hơi vặn này. Đấy, nó hơi vách lên, nó hơi vặn vặn. Ở phần đuôi lá cuối cùng ấy. Sang cái lá bên này nó hơi nghiêng này. Đấy, hơi nghiêng. Cái lá của nó. À, thân lá cái này rất là mịn. Nói chung để mà nói về tổng thể mà nhìn thân lá thì nó là một điều hơi khó. Thế nên là mọi người cứ chủ động tìm hiểu. Bởi vì để mà nói về cái cây, cái cây địa lan này mà nói về nhìn thân lá mà có thể biết được ấy, thì là một điều rất khó. Khó hơn là những cái cây lan khác. Nó không như những cái cây phong lan hay là những cái cây khác được. Trong địa lan thì nó có cây đại hoàng cây đầu tiên là cây khá là dễ nhận diện. Đấy, mọi người có thể nhìn nhận cái cây đấy nó là một cái cây chung chung. Bởi vì về cơ bản là cái cây đấy nó được khá là nhiều người biết đến và nhiều người được sở hữu rồi. Và nó cũng là một trong những cây rất là đẹp, cánh bầu, xuất sắc của địa lan rừng Việt Nam. Tiếp theo thì đến cái phần hoa của cái cây này. Hoa của cái cây này thì nó là cái cây địa lan xuân. Cái này là cây địa lan xuân. Địa lan xuân thì nó có hương đặc trưng. Nó cũng như là thanh ngọc hay là hoàng vũ hay là đại ngọc hay là đại hoàng. Địa lan rừng. Thì cái cây vàng vai bay này nó cũng đặc trưng như vậy. Nó có hương thơm đặc trưng như vậy. Thì anh chị có thể xem lại. Bởi vì quay video này thì không thể nhận biết được mùi hương nó như nào cả. Nhưng mà mọi người chi tiết của từng cái cây địa lan ấy thì mọi người có thể tham khảo trên cái kênh YouTube Thiên Đường Ngàn Hoa thì mọi người sẽ biết về nhiều hơn về cái cây này và các loại cây khác. Thì bởi vì địa lan nó khá là khó mà. Tiếp theo thì em nói đến cái hoa một chút. Cái hoa của nó thì đây mọi người nhìn thấy cái bông thứ ba này. Lưỡi của nó, môi hoa của nó màu vàng này, khá là cân. Đúng không ạ? Đài mở. Ba cánh đài vai xuôi, cánh bay đằng sau. Đài khá mở. Thì em sẽ quay lại về cái bông đầu tiên, nó nở đầu tiên. Bởi vì chúng ta phải đánh giá được vài bông thì chúng ta mới có thể nhận diện được chính xác cái mặt bông nó như thế nào. Đúng không ạ? Đây là cái bông của nó đây. Đấy, thì cánh của nó là ba cánh này là cong đằng sau. Cong đằng sau và hai cánh đài nó mở. Lưỡi khá là cân đối. Và cái môi hoa của nó hơi lệch, đúng không ạ? Tiếp theo đến cái bông thứ hai. Thứ hai của nó thì nó hơi tật cánh này. Đâm là cánh nó bị kém này. Anh chị thấy không ạ? Cánh nó bị tật này. Và ở trong này bị tật bởi vì năm nay địa lan này cái nở nó cũng khá là kém và bây giờ cũng muộn rồi. Giờ là cuối tháng giêng rồi. Đấy, bông thứ hai khó đánh giá hơn. Nhưng khi lên bông thứ ba, bông thứ tư và những bông ở trên thì cánh nó rất là bay, đúng không ạ? Cánh bay đằng sau và đài mở. Bông hoa cũng rất là đẹp, rất là điệu. Thì ở trong cái địa lan này thì nó có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải tìm hiểu và đánh giá qua nhiều chi tiết. Cây này thì chia hoa khá là được. Hoa nó không bị mất cần mấy. Không bị mất cần. Đấy, mọi người có thể nhìn cái tổng thể, cái dáng lá và cần hoa riêng từng cần đấy. Đấy, mọi người nhìn nhá. Đấy, những cái hoa như thế này có nghĩa là dứt cái phần lá thì nó bắt đầu ra hoa. Phần lá xong rồi ra hoa thì nó khá là cân đối. Đấy, thì cây này không bị mất cần như cái cần ở dưới này, khả năng là sẽ đẹp hơn này. Nhưng mà nó nở muộn như thế này thì sẽ rất khó để nói rằng cái cây cần đấy nó sẽ đẹp được. Nở muộn này rất dễ bị tật. Và khi mà anh chị nhìn được rời ra như này thì anh chị sẽ thấy cái phần lá của nó. Hết cái phần lá nó bắt đầu ra hoa đấy. Đấy là một điểm khá cân đối và rất là đẹp. Thì mọi người có thể tham khảo thêm nhiều cái video và nhiều cây khác ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Hôm nay cũng xin giới thiệu về cái cây này ngắn gọn như vậy để làm cái tư liệu, làm cái để chúng ta nhìn nhận về sau này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi, quan tâm, theo dõi và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em sẽ cố gắng để quay những cái video về những cái cây địa lan khác để mọi người chúng ta cùng tìm hiểu và sưu tầm các loại địa lan rừng Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.